Give me the answer from question 1 to question 5. Ta nhắn cho cô vào hộp chat đáp án từ câu 1 đến câu 5 ạ. À. Be quick. 1 minute. 1 phút rồi. Nhanh. Về nhà chúng ta làm rồi đúng không? Và bài này thì ở cái buổi trước các bạn đã làm à giúp ta rồi. Có em không nghe với câu à. Bạn vắn lóng thế nào ạ? À? Con cả lớp vẫn nghe bình thường vắn lóng à? Em có thể thoát ra vào lại đi. Hiện tại cô đã nhận được đáp án của 5 bạn. Nhưng bạn khác chúng ta cố gắng nhanh nào. Tám bạn đã gửi đáp án. Nhưng bạn khác nhanh. Còn 22, 24 bạn nữa. Chúng ta gửi nhanh đáp án vào hộp chat cho cô nào. Be quick. Gửi nhanh đáp án vào hộp chat cho cô ạ. Các bạn gửi bài rồi nhưng mà nhắn đáp án cho cô vào hộp chat. Bài này buổi trước chúng ta làm rồi đấy. Bây giờ chúng ta làm lại. Với 20 bàn, còn 14 bàn nữa. Ai nộp bài rồi, cho cô biểu tượng giơ tay nào để cô xem phải bàn nào chưa nộp nào. Ai nộp rồi cho cô biểu tượng dưới tay. 23 bạn nộp bài. Còn 10 bạn nữa. Chúng ta cố gắng nhanh. Mai Tráng Cương, Kiệt Long Chi, Bảo Bảo An, Phương Linh, Kim Ngân, Gia Hân, Văn Long. Bạn nào mà nộp bài rồi cho cô biểu tượng dưới tay con 6 bàn nữa. Ta làm rồi đúng nha. Đức Bảo, Văn Long, Mai Trang, Gia Hân, Bảo An. Nộp bài nhanh. Dạ cậu ơi, thầy bạch vào môn đó. Rồi, thầy Bạch vào nhanh. Long, Đức Bảo, Văn Long, Mai Trang, Gia Hân là nộp bài chưa? Nộp bài rồi Đây cho cô biểu là tượng cậu giơ ơi. tay, Hoàng Vũ. Hiện tại cô mới nhận được bài của 33 bạn. Cậu ơi, Gia Hân học buổi đâu cậu ạ? Gia Hân chưa mới học buổi đâu ạ? À? Dạ. Rồi em nhìn lên màn hình chúng ta làm bài. Các bạn thấy màn hình cô chia sẻ chưa ạ? Cô chia sẻ lại cho các bạn xem nha. Cô thấy đáp án có sự khác nhau. Câu 1 là cô đã thấy sự khác nhau rồi. Có bạn chọn thì D, có bạn chọn A. Câu 2 bạn chọn C, B. Câu 3 có bạn B, D. Câu 4 là D, B, C. Câu 5 là C, D.
Đó, vậy đáp án rất là khác nhau. Bây giờ chúng ta xem đáp án của bạn Hà Giang xem nha. Sẽ so sánh đáp án của bạn Hà Giang nào. Đây là đáp án của bạn Hà Giang. Rồi, cô mời bạn là Ngân Khánh làm cho cô câu 1. Ngân Khánh ạ. Em thưa cô mời em cho đáp án á. Biết sao em cho nè. Sao đi? Ngân Khánh biết Có sao lại chọn đáp án là vì đây là cậu hiện tại tiếp diễn của ạ. cậu hiện tại tiếp diện. Bây giờ cô hỏi là đồng tư to be ở hiện tại tiếp diện có chiếm ạ? Ngân Khánh nhỉ? Có. Chia to be ở hiện tại tiếp diện là gì ạ? Am Being not correct. Chia đúng rồi. Ta chú ý cho cô, thì hiện tại tiếp diện chúng ta chỉ chia với đồng tư thường. Còn động từ to be chúng ta chia là am, is, are, không có being. Đó. Ta lưu ý rồi, vừa học thì hiện tại tiếp diễn rồi. Mà nhiều bạn vẫn sai câu này. Vậy câu thứ nhất đó là D, not A. Đó, sửa lại đáp án, đóng vở cho cô. Nhiều bạn làm sai đó. Bài bạn Hà Giang làm đúng rồi đúng không ạ? Đăng Nhật làm cho cô câu 2. Đăng Nhật ạ. À? Dấu Con hiệu thưa câu cô 2 là gì? vì vì shit tật của Vì sao ta chỉ vì là vì gì tật ạ? vì cô là gì không? Rồi, vì có last year là của thi nào bạn Đăng Nhật? Khử Quá khứ gì ấy? đơn. Quá khứ đơn đúng rồi. Hôm nay sẽ học sáng một cái thi mới đấy. Thế này chúng ta chú ý cái thi này ấy, cô. Visit the job Uyên Như các bạn. Chúng ta tương tác nhanh thì bạn nha. Uyên Như các bạn. Em có con ngôn ngữ bảy. À, vì sao em chọn bé ạ? Vì sao em chọn các bạn là bé ạ? Cổ lên vì trong cổ có tư có trang tư a gỡ nên Gấu là của thế nào? vì quá khứ đớn. Rồi, thế quá khứ đơn. Vậy quá khứ đơn thì ta chia về gì ạ? B2. À, về ED hoặc là về cột thái. Vậy trường hợp này chúng ta dùng cột thái là left. Good job. Văn An, câu 4. Văn An câu 4. Em thực cố là đáp án Bây giờ em tìm cho cô dấu hiệu trước nào. Câu 4 dấu hiệu là gì? nhưng thì có là dấu hiệu Dấu hiệu của câu này là đẹp không? Văn án tìm được có dấu hiệu của câu 4 là We Peter last Monday. là chưa mạnh đấy. Last Monday. Last Monday là của thi nào? Nhưng có là thi Ta học cái thi này rồi. Last Monday là thi nào? À, bạn văn án nó vẫn chưa thuộc các dấu hiệu. Bạn tung trí nào? Tung trí Em ạ. từ cố last man đấy là thuộc thi quá khứ đơn Rồi vậy ta chia về gì? được vế hải Về ý đi hoặc cột. và Cột cột thái. Ở dạng dấu cộng hoặc dấu trừ thì chúng ta chia là đích đến về gì ấy? Biến thể đúng không? Đó.
Vậy tối nay chúng ta cho đáp án nào không chí? Em được gọi là bác sĩ. À, bác sĩ. Ta chú ý tập trung nha. Hà Giang câu 5 ạ. À? Hà Giang. Câu 5 em cho đáp án sĩ. Vì sao lại xế? Vì sao Hà Giang cho đáp án xế? Câu 5 là câu B, câu A của Ờ, câu A. Vậy vì sao lại cho ná? bởi vì câu 5 là ở thì hiện tại tiếp diễn. Dưa bao giờ hiểu nam? Nào. Rồi. Em nêu yêu cầu cống thơ quyền tài tiếp diễn nào? Em thưa có lá e công đồng cho đồng tư x ám a và công vợi đồng đồng tư thêm đuối ứng và Rồi, công cộng đồng công tư thêm đuối, đuối ính. Đúng chưa? dạ Vậy, đáp án nào là có rằng này? đáp anh ấy. Ấy, vậy, nhìn đấy là em thấy sai chưa? Vậy, câu hai sai này. Được Dạ. chưa? Rồi, câu bốn sai này. Câu năm sai này. Hai, bốn, năm sai này. Vậy, năm câu mà bạn dạng chỉ đúng được có hai câu đúng không? Hai trên năm ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta nằm cả phi chưa chắc chắn lắm. Bây giờ cho cô đáp án từ câu 6 đến câu 10 ạ. Ta nhận cho cô đáp án từ câu 6 đến câu 10 vào hộp chat ạ. 1 phút chúng ta cố gắng nhắn nhắn các bạn nhá. Làm nhanh. Gửi đáp án nhanh nhé cô ạ. À. Be quick. Có 12 bàn, 14, 15. Nhưng còn 20 bàn chưa gửi bài, chúng ta gửi nhanh nhé cô ạ. Nha nha. Còn 15 bàn nữa. Ai gửi rồi thì cho cô biểu tượng giơ tay để cô kiểm tra xem thì là bàn nào chưa làm bài nào. Có cái bàn xám súng này là tên gì ấy để cô đổi tên cho cái ạ. Ăn đồ ăn cái cô em nói Tên gì? tuổi Tên gì em? bảo án bộ hải Phán bảo án phải không? giờ còn 10 bàn nữa.
Cô sẽ lấy đáp án bất kỳ một bạn nào đó, nhưng tất cả chúng ta đều phải gửi đáp án vào hộp chat cho cô. Khánh Huyền Thi, Linh Đức Bảo, Hà Giang, Mai Trang đã gửi chưa? Hoàng Quân, Đức Khang, Thế Bách, Kim Ngân, Dung. Có thể là đáp án rất là khác nhau. Câu 6 có bàn tròn B, bàn tròn C. Câu 7 thì hầu hết cùng có B, C. Câu 8 A, B, D. Câu 9 A, C, B. Câu 10 D, A, D, C. À, hầu hết là các đáp án đều được các bạn lựa chọn. Rồi, cô sẽ lấy đáp án của bạn Huyền. Xem bạn Huyền được bao nhiêu câu nha. Đây là đáp án của bạn Huyền ạ. À, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là bạn Huyền được bao nhiêu câu nào. Cô mời bạn Đức Khang làm cho cô câu 6. Khi chúng ta học thì tất cả đều được ghi âm lại, cho nên khi cô gọi là chúng ta cố gắng tương tác nhanh. Mà gọi 3 lần mà cô mới kiểm tra video mà không chúng ta không phản hồi là cô mới sẽ tích lại đấy. Có theo dõi buổi học mà, cho nên là chúng ta cố gắng. Nếu chúng ta biết thì chúng ta nói, còn nếu chúng ta không biết thì cô hướng dẫn, rồi chưa? Đức Khang trả lời cho cô câu 6 nào. Thưa cô lơ sấy. À, câu C, em dành cái đáp án C. Bây giờ em xác định cho cô câu này là ở thi nào. Đức Khang mở mình trả lời cho cô cái đó nào. Em tìm cho cô dấu hiệu của câu này là ở đâu ạ. Xác định cho cô cái thi mà dấu hiệu nào. Dấu hiệu nó ở đâu bạn khám? Không tìm ra dấu hiệu nào mà là tìm được đáp án này bạn khám. Đã phải tìm được dấu hiệu thì khi nào ta mới chắc chắn đáp án được. À, vậy bạn khám là đang đục mù, gọi là đục mù rồi. Mới bạn thể bạch nào. Thể bạch ạ. À? Yeah, còn được gọi là còn tròn đáp án cô sợ là tròn tròn sấy. Tìm biết cô dấu hiệu của cái này là ở đâu ạ? À? Cả bốn cái đáp án này đều có cái từ gì? Gia tư ở Đã có dấu hiệu là từ gì đấy? usually. À đúng rồi, có cái từ usually. Cả bốn đáp án đều có từ usually. Và usually thì chúng ta sẽ sử dụng ở thi nào đấy? Thầy bác. Cho thấy hiện tại đến. Đúng rồi, hiện tại đơn. Chủ ngữ của ta là gì ạ? À? Em Yeah, my bật mic trả brother. lời cho cô cho hết rồi tắt. My brother, số ít hay số nhiêu ạ? À? Yeah, số ít. Việt thì về gì ạ? À? Vậy thêm ad. À, S hoặc ES. Yeah. Rồi, vậy ta sẽ loại đáp bản nào? Yeah, sẽ loại đáp án giấy và đáp án á. Đây này, ta nhìn này, ở đây có tiếp là lấy nguyên thể. Đúng chưa? Đó, vậy nó sai này. Rồi đáp án B thì có cái loại hình này. Cũng sai này. Đáp án của ta là VS, IS mà. Còn đáp án C thì, đáp án D thì chúng ta lại có play đơn này. Đó. Được chưa? Vậy ta cho đáp án nào này bạn bác? Yeah, còn được gọi là cho nó bán sấy. À, cho đáp án C. Rồi. Và trong cái câu này thì chúng ta nhớ thêm cho cô là cái trạng từ tần suất.
như là usually thì chúng ta đặt trước động từ thường. Câu số 7 của Mới Văn Đức Bảo. Đức Bảo ạ. Cô gọi ba lần mong nghe là cô sẽ kịch ra khỏi phòng nha. Thảo Nhi ạ. Cô mới bàn Thảo Nhi. Câu 7, em tìm cho cô dấu hiệu nữa. Tôi cố là dẹp tới đấy. Yesterday là của thi nào? Tôi cố là thấy quá khứ đớn. Đúng rồi, thế quả khứ đơn. Vậy ta chia là về gì? Quả khứ đơn thì chia về gì đấy Thảo Nhi? Là bật cả bật mic trả lời cho cô chứ sóng cái đó mắng. Cô cứ thể bà cả bàn tắt bật mà thế dám. Về gì đấy bà Thảo Nhi? Đó. Bạn tự nhiên là mất tích kiểu một Phương Dũng nào? Phương Dũng à? Phương Dũng có nghe cô nói không này? Và Đức Bảo Phương Dũng Thảo Nhi là không phải phản hồi nè. Cô mới bàn bảo án. Rồi. Bạn bảo bạn trả lời cho cô nào. Yes, đấy là của thi nào. Em cố nói dễ tới đấy tôi quá được. Quả cứ đến thế ta chia về gì? Quả cứ đến thế chia về gì ạ? Em đưa cổ là mình về em tình. Về thêm gì? Thế quả khởi đơn là về gì đấy bạn bảo án? Bài với thêm e đấy À, ED hoặc là cột. cột hải Đúng rồi. Vậy đáp án nào ạ? em thưa cô là đáp án C. À, đáp án C. Vậy bệnh viên làm câu 6 đúng rồi, đúng không? Rồi, tiếp. Mới bàn hoang cuốn câu 8 ạ. Hoang cuốn. Em thưa cô, của ta em cho đáp án Tìm A cho cô dấu hiệu đấy. trước nào. Tìm cho cô dấu hiệu trước. A là my My mother not correct. Chưa đúng. Dấu hiệu của câu này của ta là when. Bây giờ em tìm cho cô thử là when này là dấu hiệu của thi nào. mother. Buổi trước cô nhắc bốn thi rồi. Vậy quen là của thi nào ạ? Quen là dấu hiệu của thi nào? Tôi có Buổi trước ta ghi công thức và dấu hiệu của bốn thi. Vậy quen là của thi nào đấy ạ? lên Đó. Thi thấy nào quá ạ? lớn. À thì quả khứ đơn. Vậy quả khứ đơn thì ta sẽ dùng với động từ rằng như thế nào? À, dân có thái hoặc là thêm e đấy. À, ý đi hoặc cột hai. Vậy đáp án nào là ý đi hoặc cột hai? À đúng rồi. Vậy cột tám là tròn lá. Ây. À. Như thế thì ta mới không thể sai được. Vậy cái về ở đây ta sẽ dùng là để ý chí hoặc là về một hai. Thank you. Giá hấn có chỉ nào. Em thưa cô, em cho anh bấy. Tìm cho cô dấu hiệu của câu này. Bốn câu này đều có cái từ dấu hiệu là từ gì ạ? How? No. How Từ often? often rồi. Đó, có cái từ often. Vậy offer này là của thi nào đấy giá hấn? Em thấy cô là thấy hiện tại đớn. Đúng rồi, hiện tại đơn. Đúng chưa? Câu hỏi của hiện tại đơn thì ta có how often còn gì ạ? Công trời đồng tư Từ trời đồng tư đủ hoặc? đỡ À, được. Còn
Làm gì? Công chủ, chủ ngự. Ba vế gì? Về Nguyễn Thủy. Rồi, vai cầu nào đấy, cỏ dạng này. Em thấy có là cú bảy. À, B hoặc là C, đúng không? B hoặc là C. Vậy ở đấy ta có chủ ngữ là từ gì đấy ạ? À? Em thấy có là díu. Như thế đi về đúng hay đứa ạ? Em thấy có là đúng. Exactly, thank you. Vương Linh, câu số 10 ạ. À? Vương Linh ạ. À? Vương Linh, please. À, bây giờ Phương Linh cho cô biết cái dấu hiệu của cậu này là gì nó? Đã làm rồi đấy. Ta còn này, the sun in the east. Mặt trời thì mọc ở phía đông. Vậy nó chỉ sự thật hiển nhiên. Vậy sự thật hiển nhiên thì ta dùng ở thế nào bạn Phương Linh? Ta học với cả cách dùng này, và bạn Phương Linh cho cô biết là thế nào thì dùng diễn tả sự thật hiển nhiên. Hiện tại đâu À đúng rồi, thì hiện tại đớn nó. Thì hiện tại đớn thì đấy ta sẽ chia về gì? Hiện tại đớn ta chia về gì Phương Linh? Cũng chưa, cô đã hướng dẫn cả bàn rồi. Thì hiện tại em đớn là về gì ạ? À, về nguyên thể hoặc là về ẹt đúng không? Hoặc là về ẹt. À, bao đại ta thấy có cái chủ ngữ là the sum số ít đấy. Đó, số ít thì ta chia về nào đấy ạ? À? Ta chọn đáp án nào Phương Linh? đáp án giải Đúng rồi. Đó, không phải là ta không làm được, mà là ta hơi nhạt nghỉ đúng không? Ta hơi nhạt nghỉ thôi chứ không phải là không làm được. Tí nữa, chúng ta xem cái bài làm của mình và kiểm tra cho cô xem thì là mình được bao nhiêu câu nha. Về nhà cô cho cả bạn ghi đề và làm lại rồi đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho cô câu 11 đến 15. Ta gửi cho cô đáp án câu 11 đến 15 ạ. À. Bí quyết gửi cho đáp án câu 11 đến 15 ta làm rồi. Bây giờ ta gửi nhanh nó. Hôm nay có bạn Đức Bảo là một này, bạn Hoàng Quấn là hai này, Phương Dũng là ba này. Là khi cô gọi là không thể phản hồi nha. Thảo Nhí thì được trả lời mới được nửa lắm, biết đi mốn ạ. Cô sẽ gọi tiếp, mà nếu không trả lời là cô sẽ kịch ra khỏi phòng nha. Cô dạy với một bạn học sinh chứ cô không dạy với một cái máy. Cho nên là bạn nào mà cô gọi mà không trả lời ấy, thì cô sẽ kịch ra luôn. Cô dạy cho học sinh học chứ đủ, cô đâu có dạy cho máy học đúng không? Có ba bàn là cái này cô gọi lắm phải phản hồi nè. Cô đã nhận được đáp án của bạn, một là Sĩ Quân, hai là Khánh Huyền, ba là Quang, bốn là Ảnh Kim, năm Quyền, sáu Tương Vi, bảy Tùng Chi, tám Vũ, Vũ Lam chưa xong này, chín là Uyên Như, 10 là Bảo Long, 11 Văn An,
Mấy hai Bảo An, mấy ba Long, Nguyễn Long. 14 Mai Chi, 15 Phương Linh. 16 Thảo Nhi, 17 Gia Hân. 18 Huyền, 19 Thùy Linh. 20 Hà Giang, 21 Kim Chi, 22 Đức Bảo. Mới có 22 bàn, 23 Ngân Khánh. Còn 15 bàn nữa chưa nộp bài, nhanh. Hai tư là Cương, 25 là Hoàng Quân, 26 Bảo Long. Còn 11 bàn nữa. Nhiều bàn là lúc này, thế ra là cũng phải khống nộp bài nè. Cô sẽ kiểm tra trên hộp chat xem là bàn nào khống nộp bài. Thì bàn này là về nhà chúng ta làm rồi, bây giờ cô chỉ hỏi lại thôi. Vậy vẫn còn 10 bàn chưa nộp bài. Về lớp 6 thì chúng ta đang có lực áp bá để chuyển xuống, còn lớp 7 thì chắc lắm có áp bá nữa đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đáp án của một bạn, đó là bạn Duy Kiệt, đó là đáp án của bạn Kiệt. Xem bạn được bao nhiêu câu nha. Cô mời bạn Kim Chi làm cho cô câu số 10, 11, sorry. Kim Chi ạ. À? Em bật mic lên đi Kim Chi. Em nói biết man rồi. Ồ, bây giờ em tìm cho cô cái dấu hiệu của câu 11 xem nào. Câu 11 có cái từ dấu hiệu gì? Để em tên là cô. Rồi, cho cô hỏi tiếp. Cái từ quen này là dấu hiệu của thế nào? Từ quen là dấu hiệu của thế nào? Kim chi? Rồi về nhà ta học bài vẫn chưa kỹ. Cô mới bàn Hoàng Vũ nào. Rồi đúng rồi, quá khứ đơn. Vậy quá khứ đơn thì ta sẽ chia về gì ở đây em? À, ý đi hoặc là cột hai. Vậy đáp án nào là ý đi cột hai? No. Ý đi cột hai em á. À đúng rồi, đáp án C chứ. À, vậy bạn Kiệt làm sai mặt cầu 11 rồi nè. Rồi, cô mời bạn Sĩ Quân làm cho cô cầu 12. Sĩ Quân à, nhiều bạn bắt đầu Dạ. tắt cam rồi đấy. Đã bật cam lên nhá cô, mà những cái bạn tắt cam nó đều có ý đồ. Chắc chắn là ngôi học không tập trung. Nên tất cả bật cam lên nhá cô. Bạn Sĩ Quân làm cho cô cầu 12 à. Con cô bảy đấy có Bây giờ em tìm cho cô dấu hiệu nào. dấu hiệu là Chữ gì ạ? À? Chữ gì đấy ạ? À? go. À, ở gầu, rồi. Ở gầu là của thế nào chị Quấn? Buổi trước ta học ở gầu cô cho các dấu hiệu rồi. Vậy nó ở thế nào là của ơ gấu ạ? Bữa trước ta học ơ gấu lúc của thế nào?
Ừ, cậu lớp trước, 10 năm trước. Quá 10 năm trước là của thế nào đấy à? thì Bản thân em mà nói 10 năm trước là ở hiện tại hay quá khứ hay tương lai? 10 năm trước là ở thế nào? quá khứ. À, rồi, quá khứ thì ta để chia về gì đấy? Động từ ta chia là dạng gì đấy? Thêm gì à? Văn Nguyên Long bổ sung cho cô cái năm. Văn Long ạ, à, Văn Nguyên Long ạ, à, Nguyên Long ạ. Em câu câu 12 là câu 12 Về gì là ạ? câu à có Bây giờ cô hỏi cái về đấy sẽ là về gì ạ? vậy con vậy là Cô cầu là của thế nào? quả Công việc ấy vậy. Quá khứ đơn đúng không? cứ đơn Quá khứ đơn thì về gì? về công nghệ để về À, về hẹn ED hoặc là cột hai. Bây giờ em tìm cho cô đáp án nào là ED cột hai nào? Vẫn lắm. Trong bốn đáp án này thì đáp án nào là ED cột hai? bảy cậu. Đó, đang ta lại chọn á. Rồi chưa? Ta theo công thức làm chưa? Đó, vậy đấy bạn Kiệt. Sai cả hai câu rồi này. Đó. Tiếp. Cô 13 ảnh kim làm cho cô câu 13. Em thưa cô, có mấy bà là hiện tại tiếp diện. À, với sao ta dùng hiện tại tiếp diện? Em thưa cô là có chữ lục. À, lúc. Ê, nhìn những đám mây kia thì trời sẽ mưa về. Một cái sự việc chắc chắn xảy ra trong tương lai thì ta có thể dùng với thì hiện tại tiếp diện. Đúng rồi. Thank you. Cô mới bàn Quyên à, làm cái cô cầu 14. Được cô, em đoán đáp án là Tìm cái cô à dấu hiệu trước nào, tìm cô dấu hiệu trước nào. cô. Cô là dấu hiệu tâm mồ rô. The moral là của thế nào? Cô thì quả khứ đỡ. Đúng. Sao anh thì anh yếu hơn tôi. Tính cách của người phụ nữ sang rộng. Not correct. Trời tối rằng tương lai đỡ. À, tương lai. Phải tương lai thì ta phải chia ra chứ đấy. Dùng sử dụng dạng gì đấy. Còn bên bên nào Em nhắc cho cô dạng động từ của thi tương lai nó. bắt đầu chai nước bên cạnh bắt đầu là để đối phó với đàn em chính của bạn bây giờ thì đã được sử dụng đúng lúc tôi sẽ cùng hắn đi đến tận cùng các người phải sống cho tốt trường ơi bố em ơi tìm cho cô dấu hiệu của thi tương lai nó. Ban Nguyên lắm bật tắt mic cho cô này cái và hình như là đang ngồi xem điện thoại đúng không ạ? Cô nghe cả tiếng điện thoại vang vào trong luôn. không coi em có coi cái mà Rồi, Văn Quyên trả lời tiếp cho cô nào. Cái từ một cho mỏ rồi là thi tương lai thì ta sẽ chia động từ là gì đấy. Được ta học rồi. Ta phải biết rằng ta mới chọn được chưa? Rồi, các bạn với em nhà có không? chủ ngư còn tu Không nghĩ. bị em mà No. Tương lai mà với nha các bạn không đọc lại bài rồi ta có là view về nguyên thể ta ghi chưa chi tiết vào vở cho cô nhá ta đang học quên hết rồi chọn được đáp án mà không nhớ cấu trúc rồi các bạn chọn bừa. Đó, vậy view về nguyên thể thì khi đó chúng ta mới chọn là view visit. Rồi, cô mới bàn Ngọc Anh. Làm cho cô cờ 15. Tí nữa tất cả lớp cuối buổi chụp lại cái bài chừa vào gửi cho cô để cô kiểm tra từng người một xem thì chúng ta chừa bài như thế nào.
Cô 10 bàn ngọc anh làm cho cô kiểu 15. Ngọc anh cũng không phải trả Anh lưới có à. lắm, em cho có giấy Rồi vì rằng lại dê. về là Thế biết có dấu hiệu nào? Ngọc Ánh tìm cho cô dấu hiệu vì sao các bạn chọn dế? Để có lý do tám được chọn bưa. Dấu hiệu của cậu này là ở đâu? Đó, các bạn kêu chọn bưa rồi nó làm rằng mà đúng được. Cho nên nó có thể cái 3 điểm của cái bài này thì nó có thể cho các bạn xem. Nhiều bàn điểm rất là thấp. Của 10 bàn bảo lắm bổ sung nào. em được câu nào là hiểu hiểu nhận biết của thiên nhiên tại tiếp diễn. Đúng rồi, ta có tin nào này. Hiện tại tiếp diễn thì ta chia cái dạng đồng từ ở đây là gì bảo lắm. Arity À, công to be. công với verb thêm ý. À, to be cộng với ing đúng không? Vậy có mấy đáp án to be cộng với thêm ing? Hai. A và D. Vậy tại sao ta lại chọn D? Là mi giấy đi về à. À, giấy thì đi với A. Đó, như thế thì ta mới đúng được các bạn đó. Cả bàn tròn mà không giải thích cho cô được lắm chắc chắn gì cả. Rồi chưa? Cô mới bàn khối nguyên làm cho cô cầm 16. Bạn nào mà cứ cố gọi móng phản hồi là cố ghi vào đấy để tí nữa cô bảo lại. Khối nguyên nào? Chị có Đó, cô Nguyên đang hỏi chị cô nè. Em tìm cho cô dấu hiệu của cậu này nào. À, làm rồi bây giờ cô hỏi lại nè. Về nhà là ghi bài vào chứ nè. Đó, cô mới bàn Ngân Khánh. em thưa có dấu hiệu của cái này là in Đúng rồi, in 1992 in đúng không? Vậy dấu hiệu này nằm ở à. tí nào em? Thì quá khứ đơn có Rồi, vậy ta chia về gì ở đấy? cái này là cho con xe của ạ. Có nghĩa là ta phải chia về gì để chọn gốc C? Vậy thêm e đây có ED hoặc là chị nào? Quá khứ đơn thì ED hoặc cột. Cột hai đấy cô đâu có động từ nào ED đâu. Vậy, câu này ta phải chọn động từ cột. Cột hai. hai Đúng rồi, và đáp án nào là cột hai? cô xe có ạ. Đó, khi đó ta mới chọn được. Cô cảm giác các bạn tròn nó không chắc chắn gì cả. Rồi. Cô mới bàn Duy Quang. Em hỏi cô là Số 17. em cho anh câu Biết tin biết có dấu hiệu rồi nào. dạ tới đời rồi. Đúng rồi. Vậy cái đấy thì ta để chia động từ ở thi nào? Thì quá khứ đợi Quá khứ đơn thì về gì ở đây? Quá khứ thì về gì? Vừa mới nói à, vừa mới nói trên, ta cứ quên thế này. Câu này cô nhắc đi nhắc lại 5 lần rồi. Quá khứ đơn thì ta chia về gì? Anh đang học cái chỗ mà ôn ao ấy, ôn ao rồi mà làm mà nghe được em. Ta ra cái chỗ cho yên tĩnh chúng ta học các bạn nhé. Có thể ôn ao quá người ta không nghe được đâu. Bạn Mạnh Cương bổ sung câu này nhé, cô kể nào. Thì quá khứ đơn thì ta sẽ chia là về gì? Mạnh Cương.
Mạnh Cương à? Mạnh Cương bật mic chứ cô nào? Mạnh Cương nghe cô nói không này? Rồi. Giờ cô hỏi là thì quá khứ đơn thì động từ ở đây em sẽ chia như thế nào? Mạnh Cương. Về gì Em ở cứ quá cố khứ lên đơn? thêm e đấy. ED đúng rồi, hoặc cột. Cột máy ạ. À? Quá khứ đơn thì ED hoặc cột máy ạ. À? Cột 2 hay cột 3? Thái. Vậy dựa vào cái dạng này thì em sẽ chọn đáp án nào? Trong bốn đáp án này thì đáp án nào Được. có cái dạng này? Trong bốn đáp án ấy B, C, D thì đáp án nào có dạng này ạ? Dạng ED cột 2 này ạ? Nhưng mà có đáp án cả. Đúng rồi, đáp án A. Mặc dù cái câu này là câu hỏi nhưng chủ ngữ là tự hỏi cho nên nó giống như một câu khẳng định. Được chưa? Ta mạnh dạn trả lời, các bạn nhớ sai thì ta sửa, ăn chứ cả. Vấn đề là các Nhưng bạn trước mạnh đây dạn trả lời. Bạn phi lính nào làm cho cô cầm 18? dạ em thưa cô là bằng giơ tay rồi khi cầm nào 18 nhớ à? cho Em chọn đáp án. Bây giờ em tìm cho cô dấu hiệu rồi nào. yeah. Đốn. À, don't make noise. Đây là một câu mệnh lệnh. Câu mệnh lệnh thì ở thi nào? Dạ, để thi hiện tại tiếp diễn. Rồi, hiện tại tiếp diễn thì em phải chia chỗ trống này là dạng gì? Talking. Dạng, cô đang hỏi dạng. Dạng của hiện tại tiếp diễn là gì ạ? Giang khẳng Dạng khẳng định cấu trúc ạ? ra chủ ngữ công. Người công chí nào? Ám ý à? Amia ta gọi là bí. Bí Người chị nào? công đồng tư thế mình. Đúng rồi. Bức bí cộng đồng tư thế mình về đáp án nào? Dạ đã bán hả? Đó. Khi đó ta mới khẳng định được nó đúng các bạn đó. Cô mới bàn tương vị làm cho cô cầm 19. Em nó có có mấy chị ném cho Tìm cho cô có dấu mấy hiệu chị cầm 19 là nào. nó Tìm cho cô có cầm dạo 19. hiệu có mấy chị là ơ cậu. Dạ Rồi, tôi cầu thì ta chia thế nào? cậu chị ở thi thi quá khứ đơn Rồi, đáp án nào là quả khứ đơn? nó có là em cho đáp án á. Đúng rồi. Lẹp ra động từ cột. Hai. Đúng không? Cô mới bạn Đức Bảo làm cho cô câu 20. Em thưa cô câu 20 em Tìm cho cô dấu hiệu của câu 20. dậu heo của câu 20 là gì sau đấy Rồi. Giờ tới đây là của thi nào? thì quá khứ đó Rồi, vậy về đây ta đã chọn là về gì? thầy. Ồ, quả khứ đơn mà em. Bữa trước cô dạy quả khứ đơn là về gì? Về gì Đức Bảo nè? Bữa trước ta học quả khứ đơn là về gì nào? ED hoặc cột 2. Vậy đáp án nào là ED hoặc cột 2 à, Đức Bảo? Ít mẹ có Rồi, biết rồi. Đây là cột 2 đấy. Cô mới bàn Ngân Khánh. em thưa cô câu 21 em cho đáp án. Bây giờ tìm cô dấu hiệu vậy nè. Dấu hiệu đây, dịu với lý có ạ. Rồi, user lấy là của thi nào? Thì hiện tại đơn có ạ. Rồi, hiện tại đơn thì ái sẽ đi về về gì? Nguyên thầy có ạ. Rồi, đáp án nào là về nguyên thể?
Cô xe cô ạ. Đó. Rồi, tiếp. Câu 22 của mấy bạn bảo an. Rồi. Vậy ta sẽ chia thế nào? Em Yesterday mà. Yesterday là của thi nào? Ta phải học bài chữ kỳ rồi. tương lai đâu. Tương lai đường. Rồi bạn Hoàng Vũ có đáp án cả không? Bạn nói câu này là thi tương lai đường đúng chưa? Chẳng còn đấy là thích quả cười đời cơ. Đúng rồi. Tất tất đây là thấy quả cứ đơn chứ văn án. Vậy về này ta chọn về gì phân vụ? Vậy e đề hoặc lơ với cô Thái. Vậy đáp án nào là e đế hoặc cô Thái? Chẳng có lơ bạn ạ. Đó, đáp án A mới là e đế cô Thái này. Và gót là cô Thái. Nhiều bạn có thể là chưa chắc chắn để chuyển sang cái thi mới các bạn ạ. Muốn học sang cái thi mới, những cái thi này ta phải nắm cho chắc cái đà. Mà cố thầy là các bạn nắm chưa chắc khi cả. Mai Trang câu 23. Mời bạn Mai Trang. Em thưa cậu là Please có tôi don't make noise. Please don't make noise. Là cậu mình lệnh này. Mình lệnh là thế nào? có mình lành là thi Cậu mình lệnh hiện là dấu hiệu hiện tại tiếp diện. Vậy dạng của hiện tại tiếp diện là gì? Em đọc cho cô cái nào. Hạ dạng của từ thi hiện tại tiếp diện nào. em Tài quý nữa nè. Buổi trước cô dạy rồi, kiểm tra xem thử thi hiện tại tiếp diện ta có công thức là gì. Vừa cô cho làm từng thi một rồi mà. Bạn Uyên Như bổ sung cho cô cái nào. Về mái trắng với nhau xem lại bài đi. Uyên Như. có là không vậy. Bây giờ em dở cái vở buổi trước cô dạy ra. Đọc cho cô công thức của thi hiện tại tiếp diễn cái nào. Đọc thì có lẽ biết chứ. Buổi thứ bảy tuần trước cô dạy. Thi hiện tại tiếp diễn cô nhắc lại. Con thi này là mấy hôm cô mở và các thầy cô khác đã dạy chúng ta rồi thì cô sẽ kiểm tra xem thử là ai đã dạy cái thi này mà bây giờ các bạn không nhớ gì cả rằng này. Chủ ngư công tu bị công về thêm ứng Rồi chủ ngữ rồi chứ còn tu bị này rồi còn về thế mình này. Bây giờ đáp án nào là chủ ngữ còn tu bị còn về thế mình đấy. sẽ Đúng rồi, rằng ta cái nó không biết rồi. À không học chứ không phải là tao không biết đúng không? Mà Duy Kiệt câu 24. Rồi. Bây giờ cô hỏi nước sôi ở 100 độ là sự thật hiển nhiên. Vậy thi nào dĩ nhiên? Em học rồi nè, chắc chắn trong vở nó có đó. Thi nào diễn tả sự thật hiển nhiên? Câu này cô nhắc đến lần thứ hai trong cái bài này rồi. Duy Kiệt.
Em tìm cho cô thử thi nào. Diễn tả sự thật hiển nhiên. Nào về nhà không đọc bài rồi. Hiện tại đớn. À đúng rồi, đó bạn nào mới nhắc rồi nè. Bạn kiệt lắm nhớ vậy. Bài diễn tả sự thật hiển nhiên thì ta chia là hiện tại đơn. Bạn tung chỉ cho cô biết hiện tại đơn thì ta chia về ở đây là gì? Em thưa cố thì hiện tại đến là ở độ với đồng tư tu bí thì ta Nào, đây ta đang chia đồng tư thương. đồng tư thương thì ta thấy mẹ hoặc là ẹ. Hoặc là nguyên thể. Được chưa? Bây giờ cô hỏi water này là số ít hay số nhiều? Tung chi? Từ water là số ít hay số nhiều? Tớ không đẹp được. À, không điểm được thì chia như số. Chia như là số ít. Vậy số ít thì đi về về gì Tông Chí? Thì vậy là với nguyên thầy à, thầy thầy Nhổ. Về thêm gì vậy? thầy mẹ nó là Rồi, câu này ta thêm ẹt hay ẹt? à, là thầy mẹ Đáp án nào thì thêm ẹt? đáp án á. Rồi. Tiếp. Hà Giang. Câu 25. Em vừa có câu 25, em cho câu đi Bây giờ à, em tìm cho cô dấu hiệu là nào. câu ấy có Em tìm cho cô dấu hiệu cái là nào. last night Last night là của thi nào? thì hiện tại đi quá Last khứ night là của thi hiện tại đơn à? đi quá khứ đơn. À, quá khứ đơn. Ở cấu trúc câu hỏi đúng không? Bây giờ em đọc cho cô. Quá khứ đơn câu hỏi thì có cấu trúc như thế nào? Quá Cộng đơn câu với hỏi đếp chủ ngữ, đúng cộng với rồi chữ tư nguyên thể, à, cộng cộng với vế với nguyên 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 thể, thể. cộng Giờ với chủ em tìm cho ngữ. có đáp án nào của cái cấu trúc này. Câu ai À đúng rồi đó, được chưa? Sarah. Rồi cô mời bạn. Cái này có bạn nào? Cái bạn Cương. Cương làm cái của câu 26. Tôi có là Dấu hiệu của câu là đâu em? This house 25,000 pound in 1980. Vậy nó là có dấu hiệu gì? Từ nào là dấu hiệu nào? Quá rõ ràng. Nhiều bạn muốn nói lắm đó, nhưng mà phải nhường thôi. Nhưng mà bây giờ bạn cường cho cô biết đâu. Ôi, bạn duy quá lắm. Nhiều bạn về nhà không đọc bài. Cô là cô ơi, sao em chôn bậy rồi. Bây giờ em xác định cho cô dấu hiệu của câu này cái đàn này. Ta phải tìm được dấu hiệu cấu trúc nó mới ra được đáp án. Ta múc nớm được. Duy Quang tìm cho cô dấu hiệu nào. Nhưng cầu một chín tám một à, À, một một chín chín tám tám mươi. Một chín tám mươi này là của thi nào? thì quá khứ đó Ôi, quá khứ đơn thì em chia vế ở đây là vế gì? nguyên thầy rồi. Ồ, đọc lại cho cô cái mà. Quá khứ đơn năng này về nguyên thể. Hãy
cái đường là về chỉ là văn dưới quang. Về nhà mình đi. Ừ, về thêm mi đi hoặc cô thái chứ. Về nhà tắm đọc về. Vậy trong cái cầu này thì không có cái cầu nào nó có ý đi cả. Vậy nó chắc chắn nó phải tròn, nó cột hai. Không phải về nguyên thể mà vì nguyên thể của nó cũng như thế. Sáng cột hai nó dư nguyên. Còn vai trò của nó trong trường hợp này nó là cột hai chứ không phải là nguyên thể. Rồi câu 27. Cố mới bàn bảo án 12. Không phải là bàn phán bảo án đâu. Bàn bảo án 12. Em được cô. Tìm dấu Em hiệu quên câu đáp án 27 cho số. cô mà. Giờ là Tìm chừng dấu hiệu nào? cho cô kìa nè. Nào, nào là của thế nào? Hiện tại tiếp diễn. Nếu như cô cống thực của hiện tại viết riêng. Ngữ. Công. Đồng tư. Thêm ứng công. Và rớt. Chủ người cộng đồng tư thế mấy nha. Giờ cái bài trước của dạy cái mà. Thì hiện tại tiếp diễn của công thức là gì? Chủ ngữ công động tư công gấp Cộng ứng đồng tư công to be. Cộng đồng tư to be. Cộng đồng tư thêm đuối. Ính. Bây giờ em xem cho cô thử câu nào có dạng này. Đáp án nào? giờ đáp án à Ừ, nó cái này là tròn xế nè. À? Rồi chưa ạ? Vậy ta không nắm vững công thức là để người ta tròn đáp án là sai. Rồi, câu 10 bàn Phương Linh. Câu 28. Phương Linh trả lời cho cô mà. Dấu hiệu là gì? Cô chưa nghe thấy Phương Linh nói. Bật micro mà cô chưa nghe thấy Phương Linh. Phương Linh đâu rồi? Cô thể bật mic kia đó. Rồi, Trân Quyền. Bổ sung câu này nha cô. em có câu hỏi tạm mà Dấu đáp hiệu án là cái là gì? Dấu hiệu là gì nào? thử Her có brother in Canada at present. Thứ hờ là dấu hiệu của thế nào đấy? câu dấu hiệu của thi Thế em thi nào? đợi không? Ừ. Bây giờ em đọc cho cô dấu hiệu của hiện tại đớn thì có chữ hờ mà. Giờ ra. Ai dạy em thấy hiện tại đớn giờ ra cho cô cái mắt. Tân Quyên giữ cái bài học thi hiện tại đứa này cô mà. Chắc chắn cả lớp cùng học một người dài đúng không? Em có hiện tại tiếp viên cô. Dưa vào đầu mà em nói hiện tại tiếp diễn. Thứ hớ cũng không phải là hiện tại tiếp diễn. At present. Đó, có một bản nhạc khổ đây nè. Ta đọc không thuộc dấu hiệu rồi. At present mới là hiện tại tiếp diễn nhé. Bây giờ bạn Quyên nhắc cho cô hiện tại tiếp diễn. Thì Em có cấu trúc là gì? Bạn Quyên nhắc cho cô hiện tại tiếp diễn có cấu trúc là gì? có ít công ám ít cả công bất bình luôn. Rồi. S cộng am is a có nghĩa là to be. Cộng với V. Bây giờ đáp án nào là có dạng này? Em có đáp án sai. Đáp án gì? C hay A? Sai. Con A làm gì có to be đâu. Rồi cái này mới là con đã chọn A được nè. Cô mời bạn Nguyễn Long làm cho cô câu 29. Nguyễn Long à?
Mất thời gian để chơi với cụ quá lâu Em rồi đâu các có, em bạn không này. biết. Bây giờ bạn Nguyễn Long cho cô biết cái từ của em này là giống ở thi nào. Em đâu có là thi quá khứ đơn. Rồi, quá khứ đơn thì ta chia về gì? Đã chia về thầy mẹ đây. Rồi, vậy đó bạn nào lẹ đấy. A, B, C, D thì các bạn nào là có về đấy. Giờ đáp án C. Nó ra không kêu không biết. Đó. Cô mới bạn Khánh Huyền là nước cô cao 30. Khánh Huyền là cô cao 30 mà. Rồi, bây giờ bạn Khánh Huyên cho cô biết từ this morning này là dấu hiệu của tí nào? Từ this morning này này có dấu hiệu của tí nào? Các bạn không biết thì cô sẽ chỉ cho. Em tìm cho cô dấu hiệu cái từ this morning này là của tí nào? Quá Đúng rồi, thì quá khứ đơn. Bây giờ em thấy là cái câu này là câu hỏi và em đọc cho cuộc công thức thì quá khứ đơn của câu hỏi mà. Mình trừ cả học rồi. Thì quá khứ đơn ở câu hỏi có công thức như thế nào? Đọc cho cô cái nào. Anh Nguyên đọc cái cuộc công thức mà. Không nhớ thì giờ vừa ra. Công thức của thi quá khứ đơn, câu hỏi. Em bật mic đi. Nào. Công thức của thi quá khứ đơn câu hỏi vừa trước ta học rồi, cô cho các bạn ghi rồi mà. Em giờ ra xem mà vừa trước của dạy là thi quá khứ đơn câu hỏi có công thức là gì. Cái buổi thứ bảy của tuần trước đấy là cô dạy cả bàn bốn cái thi này rồi, ghi rồi. Thi quá khứ đơn câu hỏi có công thức là Đức công chủ ngữ công về Nguyễn Thầy. Văn Thuy lính nhớ là Văn Khánh Huyên à. Đết còng chủ ngữ còng về nguyên thể. Vậy bạn Khánh Huyên cho cô biết đáp án nào có dạng này. A, B, C, D thì câu nào có cái dạng này. Bạn Huyên bật cái mic cho cô cái mô. Đi ra công thức rồi là đáp án chưa? Rồi Thuy lĩnh trả lời cho hồ bạn cái nào. Em thử cô là cô ạ. À, câu A mới có chữ đất cho nên con câu B không có, câu C, câu D đều không có đúng không? Đó, cô chưa cái bài tập về nhà mà cô thấy vất vả rồi đó các bạn ạ. À. Vậy chúng ta đã học bốn thi, các thầy cô đã dạy chúng ta rồi. Ta làm bài tổng hợp về bốn thi này. Nhưng mà cô thấy là các bạn nắm chưa chắc chắn lắm. Vậy một bàn nhắc lại cho cô, bàn... Cô mới bàn tương vì nhắc lại cho cô mà. Vậy cái đề này chúng ta giải ở mấy thi và đó là những thi nào? Tương vì nhắc lại nào? Em đã có lớp hai thầy. Hai thi nào? Em đã có lớp thầy quá quá khứ đơn vì là Rồi. hiện tại tiếp diễn. Rồi, có thi nào nữa không? Và cứ được hiện tại tiếp diễn đó thôi à? Tương lai đơn. Đúng rồi, đây này, ta có thi tương lai đơn thì hiện tại, cái câu 14 này là thi tương lai đơn này, rồi chưa? Rồi chúng ta có câu ở thi hiện tại đơn với câu 21 này, đó, và chúng ta có bốn thi đó là hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, tương lai đơn và quá khứ đơn.
Đó, ba thi đơn và một thi tiếp diễn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sai của một thi tiếp diễn khác. Coi cho em cái câu 30. Rồi, cô sẽ chụp cái bài này vào ở giá lốt nhóm để chúng ta bàn nào mà chưa kịp thì chúng ta kiểm tra luôn nhá. Vậy có thể là các bạn làm còn đang còn làm sai rất là nhiều. Thì nữa cô sẽ gửi lại sang bên cái giá lỗi nhỏ mình chúng ta kiểm tra nha. Còn điểm thì các bạn đều biết rồi đúng không? Đó. Còn hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua một cái thi mới. Bốn cái thi kia là chúng ta có thể là các bạn chưa đạt lắm đó à, chưa thuộc lắm đó à. Hôm nay chúng ta lại học thi mới, là thêm một cái thi mới nữa, thêm một cái khối lượng kiến thức nữa, chúng ta phải tập trung vào đây nha. Chúng ta đọc lại bài ấy cơ. Can you see my screen? Các bạn thấy màn hình của chia sẻ chưa? Quang Vũ thấy màn hình của chia sẻ chưa? Ngồi học không tập Rồi trung. ạ. Tập trung học đi. Vậy thi quá khứ tiếp diễn là thi như thế nào? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay. Finish. Yeah. Vậy cái thi quả thì tiếp diễn là thi như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu cho cô. Thứ nhất là về cách dùng. Giống như cái này ta nói thi nào mà diễn tả sự thật hiển nhiên đó, nên là thi hiện tại đơn. Vậy thi quả khứ tiếp diễn nó diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định cụ thể trong quá khứ, ví dụ 8 giờ ngày hôm qua đó, quá khứ nhưng mà phải cụ thể. Được chưa? Cái cách dùng thứ hai. Ví dụ, I was having dinner at 7 o'clock last night. Hey, ta chú ý này. Ở cái thi trước là chúng ta học cái từ last night này này. Là ở thi quá khứ đơn. Các bạn sẽ bị nhầm á. Tí nữa làm bài tập sẽ bị nhầm này. Last night là của thi quá khứ đơn. Nhưng bây giờ chúng ta thêm cái cụm là at 7 o'clock. Có nghĩa là tại một thời điểm cụ thể thì chúng ta sẽ dùng cái thi quá khứ tiếp diễn này. Đó. Cách dùng thứ hai ta lưu ý là diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có một hành động khác xen vào. Ví dụ, khi tôi đang ăn cơm thì điện thoại reo. Vậy hành động đang xảy ra là đang ăn cơm. Và hành động xen vào là điện thoại reo. Vậy cái sự việc điện thoại reo này ta sẽ chia ở quá khứ đơn. Còn hành động đang ăn cơm chúng ta chia quá khứ tiếp diễn. Ví dụ, I was watching TV when she called. Tôi đang xem phim khi cô ấy gọi. Vậy hoạt động đang xảy ra là xem phim này. Và cô ấy gọi là hoạt động xen vào. Và hoạt động xen vào thì ta chia ở thi quá khứ đơn đây. Được chưa? Ta có cách dùng tiếp theo.
diễn tả những hành động xảy ra song song với nhau cùng một lúc. Ví dụ trong khi tôi đang xem tivi thì bố tôi đang đọc báo. Như thế có nghĩa là các hành động xảy ra song song với nhau cùng lúc. For example, while Tom was reading book, Ellie was watching television. Trong khi Tom đang đọc sách thì Ellie xem TV. Vậy hai hoạt động này xảy ra song hành với nhau. Ghi cả cái ví dụ vào để chúng ta phân biệt các bạn nha. Được chưa? Và nhìn vào. Have you finished? If you finish, No. raise your hand. Nếu xong rồi cho cô biểu tượng giơ tay nào. Ai viết xong rồi thì cho cô biểu tượng giơ tay. Vậy chúng ta nhớ cho cô là thế quá khứ tiếp diễn có 3 cách dùng. Diễn tả một hoạt động đáng xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ này. 7 giờ tối qua. Hoặc là thời điểm này vào năm ngoái. Đó cụ thể. Thứ hai là một hành động đáng xảy ra thì có một hành động khác. Xen vào cắt ngang. Mẹ tôi đang nấu ăn thì tôi về. Đó, hành động đang xảy ra là mẹ tôi đang nấu ăn. Còn hành động xen vào là tôi về nha. Cái dùng thứ ba là diễn ra tả cả cái hành động xảy ra song song với nhau cùng lúc. Nghĩa là các hoạt động đó đồng thời xảy ra. Mới có 13 bàn viết xong đấy ạ. Chúng ta nhanh ạ. Be Hãy subscribe. Finish. Nào. 10 bàn, 19 bàn đã hoàn thành, nhưng bàn khác chúng ta cố gắng nhanh. Còn với hai bàn nữa chúng ta nhanh nào.
sao nói cái này là cái cả nhân vật là cái cả nhân vật nhận Đúng là em về. There are some student left. Còn ba bạn nữa chúng ta nhanh nào. Và chúng ta nắm được cái cách dùng của thì quá khứ tiếp diễn. Bây giờ chúng ta sẽ xài cho cô phần dấu hiệu nhận biết. Cái này rất là quan trọng các bạn này. Nhằm giúp chúng ta phân biệt cả cái thi chúng ta đã học. Để chúng ta chia. Khi chúng ta nhận biết được rồi thì chúng ta chia đúng được. Đã có dấu hiệu thứ nhất là at that time. At this time cầm thời gian quá khứ. Ví dụ at this time last month. Thời điểm này vào tháng trước. Là at cộng giờ cộng thời gian quá khứ. Ví dụ như là at 7 a.m. yesterday, 7 giờ ngày hôm qua. Vì cái từ last month đấy ta học rồi. Ở quá khứ này. Nhưng mà. Đây, vì từ last month và yesterday là ta học rồi. Nó ở thì quá khứ nữa. Nhưng bây giờ chúng ta thêm những cái này này này. Đây, thêm mấy cái từ này nữa vào. Thì nó sẽ chỉ ở thì quá khứ tiếp diễn. Rồi. Khoảng thời gian trong quá khứ. Ví dụ là from 4 p.m. to 8 p.m. yesterday, từ 4 giờ đến 8 giờ ngày hôm qua. Thì đấy cũng là một cái khoảng thời gian cụ thể trong quá khứ. Yeah. When, why và as. When là khi. Why là trong khi. Và as là khi. Có phải nốt vào cho cô ạ. Quick. Yeah.
Rồi, đã sai nhé cô. Cậu Trúc. từ có Yeah. Rồi, sang cho cô phân cảnh rút. Từ khẳng định ta có I, she, he, it hoặc danh từ không điểm được. Danh từ số ít thì sẽ đi với was. Hiện nay ta học thấy quá khứ đơn rồi đúng không ạ? Đi với been. Tương tự như thế ta có you, we, they. Danh từ số nhiều thì đi với were và đi với động từ về. Vậy cả hai cái nhóm từ ngữ này thì đều đi về về, nhưng trước khi thêm in thì chúng ta thêm cho cô động từ to be was và were tùy thuộc vào chủ ngữ đứng trước. Dạ. Yeah. Nhìn vào cái chủ ngữ thì chúng ta dùng cái to be cho phù hợp. Có lại ví dụ. She was watching TV at 8 o'clock last night. Tối qua thì lúc 8 giờ cô ấy đang xem TV. Vậy ta có chủ ngữ là she. Chúng ta thêm to be là was. Và động từ watch chúng ta thêm in. Còn ở thể phủ định thì chúng ta thêm not sau was hoặc were là được. Ta vẫn có tương tự như thế. Thêm not vào là được. Ví dụ, she wasn't watching TV. Vậy, ta thêm not sau was.
Được chưa? Sang cái thể thứ ba ta gọi là câu hỏi hay chúng ta gọi là thể nghi vấn. Thì chúng ta sẽ đảo cái to be was lên trước chủ ngữ và động từ vẫn giữ nguyên đối ứng. Còn các nhóm chủ ngữ như là you, we, they, chúng ta đảo were lên trước. For example, was she watching? Đó, cô đảo to be were lên trước chủ ngữ she này. Hồi qua cô hãy xem TV lúc 8 giờ. Có phải không? Đó. Thì này thì đơn giản. Ở chỗ là cái động từ to be này ta học rồi các bạn ấy. Đó, chủ ngữ nào thì đi với to be nào. Còn động từ đuôi chúng ta thế mình. Ta tập trung chú ý cái động từ to be tương ứng với chủ ngữ đứng trước là được. Phải học thuộc cái đó cho cô. Are you finished? Raise your hand. Ai xong rồi thì cho cô biết No. tự tay à. Quick list. Khóa mấy bạn hoàn thành nhưng bạn khác chúng ta cố gắng nhanh nha. Student finish. 25 bạn đã hoàn thành. Còn một vài bàn nữa chúng ta cố gắng nhanh nào. Be quick. Còn bạn Văn Long Mạnh Cường, huấn luyện Khang Ngân Dung.
Đức Bảo, Duy Quang, Big Quick Lewis, con bàn là Mạnh Cương, Sĩ Quân, Kim Ngân và Phương Dũng ạ. Huy Linh và Phương Dũng ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta chú ý cho cô cái cách thầy mình. Cái này ta học ở thi hiện tại tiếp diễn rồi. Thế ta nhìn này, bình thường chúng ta thầy mình. Tần cung là e thì chúng ta bỏ e đi. Và thầy mình. Còn với động từ một ấm tiết vì giờ thì run. Tần cung là một phụ âm vì em. Trước nó là một nguyên âm là à. Thì chúng ta gấp đôi phụ âm cuối và thầy mình. Với động từ like, tấn công là yeah, thì chúng ta đổi thành ít dài và thì mình. Và cuối cùng, nếu chúng ta thấy tấn công của nó là C, được chưa? Thì chúng ta thêm K, rồi chúng ta thêm in, my mic, là thành my micking. Perfect. Chủ yếu cô một vài cái cách để chúng ta thấy mình. Yes. Rồi. Nhưng động từ khống dung ở thi tiếp diễn. Cái này chúng ta đã học ở thi hiện tại đơn rồi. Nên cô chỉ nhắc lại thôi nha. Bạn không cần viết đâu. Sorry, trong thi hiện tại tiếp diễn ta học rồi. You want, like, love, need, prefer, believe, contain, taste, suppose, remember, realize, understand, depend, seem, know, belong, hope, and forget. Những cái động từ này ta không thêm in các bạn nhé. Nghĩa là khống chế ở thi tiếp diễn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cho cô một cái bài tập nhỏ. Ta viết đáp án cho cô, không cần viết D. Trong vòng 5 phút. Bắt đầu. Cô cần gửi cho cô. Chỉ viết đáp án, không cần viết D. Cô cần chụp gửi không cô? Nộm cô. Bài này chúng ta làm trực tiếp luôn, còn tí nữa chúng ta sẽ có một cái bài á giúp ta thì riêng, cho nên những bài này chúng ta không cần gửi cho cô sẽ lấy điểm theo bài á giúp ta luôn. Năm phút nha, nhìn đấy là chúng ta làm được ngay rồi đúng không? Thêm to be nè, rồi thêm động từ đuôi hình nè. Còn to be là was hay were thì chúng ta tùy thuộc vào chủ ngữ. Cô Tiền các bạn dư lan đi vô vòng cô. các bạn viết đáp án vào vở cho cô, không cần viết D. Tuần tiền các bạn làm thì các bạn gửi cho cô luôn để cô chậm luôn để chúng ta lại thêm một con điểm. Hai xong thì gửi cho cô lấy điểm nhá, điểm của buổi 21 này, con điểm đầu tiên của khóa 2 này.
Hy vọng chúng ta sẽ có điểm cao nha. Thằng Quyên ấy, việc cho rò rò cho cô tí. Việc sống chụp lại không có. Rồi, việc xong anh chụp gửi cho cô. Bạn nam mà học máy tính thì gửi cho cô băng tin nhắn. Ok cậu. Bạn bạn Đức Bảo xem lại bài nhé, làm chưa đúng tú bí còn về ính mà bạn Đức Bảo. Vậy em đã có về ính đâu. Đức Bảo làm lại bài á cô. Khánh Huyên cũng vậy. Em thêm tú bí rồi mà đồng tôi em chưa thêm về ính Khánh Huyên ấy.
Văn manh này. Văn ha dáng đấy. Chia thì quá khứ tiếp diễn, như này em này chia thì hiện tại tiếp diễn với ha dáng. Cô ơi cô. Who's speaking? Ai đang nói ra? À, Lam Việt Thiệu có được bổ sung thêm bốn cô. Sao ạ? Việt Việt Thiệu kết quả có được bổ sung thêm bốn cô. Việt thiếu kết quả có chậm chưa? Dạ rồi. Đó, cái tôi nó đọc bài không kỳ đúng không? Nên vẫn thiếu kết quả đúng không? Bổ sung vào. Thì bác này này, thì bác chưa chưa đúng công thức. Tu bí cầm về in mà chưa được về in. Chưa có về in. Bạn đăng nhật trình bày lại bài cho cô. Ghi rất cầu thả, cô không biết cầu nào là có bốn, cầu nào có năm cả. Năm cả bốn, nó không biết cầu nào cả. Bạn đăng nhật trình bày và gửi lại cho cô. Hoàng Vũ chú ý cái tự ính sao viết rất rõ. Bạn Duy Kiệt chưa có động từ to be làm lại. Đâu ăn vui mày cả. Làm lại cả. Em đã có động từ to be vừa giờ và vừa đâu. Có đấy có ăn vui mày cả. Cô đang nói bạn Duy Kiệt. Bạn Duy Kiệt á. Như bạn ấy cố chữa rất là cụ thể rồi. Bạn Hối Nguyên chưa đúng công thức, xem lại công thức và làm lại em cô. Bạn Cướng chụp cho sáng cho cô thấy mà nó thấy gì cả. Làm thì đúng rồi nhưng mà chụp bài mơ quá. Cũng một thú bí rồi mới đến đồng tư đối ứng bằng là bảo với rằng là đảo đồng tư đối ứng lên trước rồi. Với cái chữ gúa là em viết đã đúng không? Được bảo tranh bay lại bài nữa cho cô. Thế nào đúng thì thôi.
Thì bác cũng vậy. Em đọc lại công thức đi. Có bạn nào gửi bài rồi mà còn chưa chậm đúng không ạ? Bạn nào được không? À vô tạp với má nè, má chưa. Nó rất Em tạp. có ạ. Nó rất tạp, nó sẽ làm sao ạ? Dạ hấn có chưa chậm có ạ. Dạ hấn à. Bạn nào mà Em nói cô chưa chậm. Chưa chậm đấy cho cô một chậm cái nào. Ông nó bị sọt. em gửi trong chat riêng cho cô á. À. Bạn nào mà không có bài là không có điểm nữa nha. Thảo như em gửi chat của nhưng ai mà đang con sai nó sửa lại cô em chỉ nhầm con. bạn Phương Linh 5 điểm. Bạn Hà Giang vẫn đang còn sái. Bạn Hà Giang thì quá khứ tiếp diễn với hiện tại tiếp diễn. Hà Giang sái hết này. Tôi mất mấy con Văn sao em Long, Văn Long 10 điểm. Huyền Long 10 điểm. thằng nhí mấy điểm của À, 10. cô ơi em bây giờ quá xa lỗ cho cô ấy cô. Hoang vu viết cái chữ e, cái từ vua rằng mà viết con nửa nữa. Hoang vu người có Cô bài ơi. của bài của Thảo Nhí 8. Rồi, có bài của bạn nào được không ạ? Hà Giang mới gửi lại đúng không? Hà Giang cái câu 3 phía sau này thì hiểu đối ứng. Mà cái trang này thiếu thiếu một ý của câu 3 và câu 8 sai.
Đức Bảo với câu 8 Việt Sài Chính Tàng. Câu 1 và câu 3. Sai. Còn bàn nào nữa không ạ? À? Sọt bàn nào nữa không? Có không? Bàn nào của chưa chọn nữa ạ? Đức Kháng mọi người đúng không ạ? Các bạn thấy cái câu bá có hai ý mà các bạn toàn cứ làm có một ý vậy. Câu bá có hai ý mà. Rồi, bây giờ dựa vào điểm này thì các bạn đọc điểm cho cô nha. Bạn nào mới gửi nó không? Đọc điểm xong rồi nghỉ luôn bạn Văn Long. Bạn nào mà không đọc điểm thì cũng không biết là bạn nào bao nhiêu điểm cả. Cô mất công phải kiểm tra lại. Đây là chúng ta đọc điểm cho cô. 2 phút nữa nên là đọc điểm cho cô nhá. Bạn nào chưa có điểm nữa không ạ? Rồi, đọc điểm cho cô cái bàn tương Nghe điện vi. thoại có. Tương vi ạ. Em ơi, có em được tạm. Có khôi nguyên mấy điểm có. Ái Tráng ạ, Khối Nguyên gửi ở đâu? Khối Nguyên gửi ở đâu ạ? Em gửi trong Zalo lậu. Zalo, em chậm cho cô một chậm mà hiện tại không thấy đâu cả. Chấm cho cô một chấm gửi lại nó gửi cho cô gửi sáng cô mở đó vậy bạn hưu ở bàn mái tráng ạ à. Em thưa cô, em được tạm. Hưu Quyền Em cầu em được mời cô. Thôi giờ em đọc rồi mà bạn em nhận đi. Khối Nguyên cái này cô nói làm lại rồi mà ba em sai hết đấy đọc lại cẩn thận và làm lại cho cô. Hưu Đọc sao mới Quyền được gửi. rồi cô. Anh Kim. Nếu cố là em được tạm. Gia Hân. À. Em đưa có em ơi. Bây giờ cả bạn xem lại nhé cô. Cô phải cho cả bạn xem một bài của một bạn làm rất là tốt. Đây, cái bàn nó được 10 điểm này. À.
và xem bài nha. À, có cái từ quá trình này, cô soi ra lại thấy viết sai đấy rồi bạn Ngọc Hạnh này. Rồi bạn Trân Sáng ạ. À. Sáng. Tung chi. Ôi, cô có bà sẽ đụng một nửa sáu là tịnh sái hệ luôn là cô. Đúng, sai một. Rằng cô nhận đóng nhỏ đóng của em là cậu ném làm đụng mà cô là nhận sai cô. Ba của ai đang nói đây ạ? À? Cô tung chi cô. Đúng, chỉ chậm cho cô một chậm á. Cô kiểm tra lại bài mà. Cô ấy, Tung chỉ là đừng cầu cô. sai bất cái câu worst playing ra chứ. Đó. Ra nhé bạn cậu nợ em bổ bộ cậu nợ em làm thiệu cái phân ở sáu cho em bổ sung thêm Không, thiếu câu 6 là trừ 1 điểm nè. Sai câu trước trừ 1 điểm. Câu 3 này ta chỉ đồng tư bị là vua cho children mà. Xem lại bàn bạn Ngọc Ánh Lam đó. Các bạn thấy bạn Ngọc Ánh Lam chưa? Rồi câu 3 đáp án 1 là vua lấy anh mày em làm là vua giờ này. Câu 2 không em em không có đáp án này. em gửi lại đó mà cô Sửa lại là em sửa lại của cái câu thiếu. Nhưng mà câu thiếu lại sai. Đúng không? Was up preparing đúng không? yeah. À Thôi đúng chị rồi, bổ đúng sung rồi. thêm thôi chị Đấy, em không tung chỉ sửa được lại. 9. Sorry. Tung chỉ được 9. Cô của bà em đụng mà cô. Ai ạ? À? Anh kim của ạ. Anh kiếm ạ. À? Anh kiếm chậm cho cô một chậm mà nhiều khi cô chậm nhánh quá. Anh kiếm chậm cho cô một chậm ạ. À? Được chưa? Anh kiếm chậm cho cô một chậm để cô gửi qua xem lại bài nào. Anh kiếm lát hiếu. À, câu 3 có hai câu 3, sorry, cô lại nhìn thành câu 5. Mà câu 3 nó biết câu 3 trước hay câu 3 sau cả. Rồi, anh kiếm đúng rồi. Chậm nhanh như nhiều khi nó sọt. Vậy ảnh kim là 10 đúng nha. Ta xem lại đáp án và kiểm tra cho cô nha. Lời của bạn nào sai không? Đáng nhật ạ. À. Đáng nhật. Đáng nhật. Không có ba là cô đánh cho nhấn nha. Hoàng Quân. 10 điểm Đáng nhật. Đáng nhật mấy? bài Bạn đọc nhanh nhau của cái Ngọc Ánh. Ngọc Ánh ạ. có chỗ ăn bù đọc được Ngọc Ánh sai chính tả một một câu đấy. Có chín Thùy Linh. ngày mưa. Bảo An. Dạ chuyện của Hoàng Long. mười Hoàng có Long. Hoàng Long bao nhiêu ạ? À? mười có Ủa coi ba ôi lần cho là em cái lọc được mà em mệt bị Nguyên Long phải không? Em nhận đóng hộp chat đi. dạ Ai chi? ra chuyện của Nguyên Huyền. chị có Hoàng Vũ. giờ mới Khánh Huyền. nước tạm Khánh Huyền. giờ em nước tạm quá Hà Giang. chị có ạ. Bảo Long. Bảo Long. Bài của Kim Ngân.
Kim ngân mày đâu có. Kim ngân 20. Kim ngân 20. Ngân Khánh. Mang xanh tạm có ạ. Mạnh Cường. Mạnh Cường. Chuyện có mang câu Phương chuyện không? Dung. Phương Dung. Văn An. 10 có Anh Quân. ạ. Bảo An. Phan Bảo An. Em được rồi, em được tạm. Hữu Cương. Dạ mời rồi. Đức Khang. Chuyện có. Thảo Nhi. Tạ ạ. Kim Chi. Kim Chi. Kim chí mày có. Kim Chi 30. Kim Chi 30. Duy Kiệt. Có cái này em ơi, ai có. Rồi. Phương Nhi. Em có đang nằm đó. Thế Bách. Dạ 1,67 vì 10 vì không có. Cái ba vừa rồi để em được mấy điểm thế Bách? Dạ bài vừa rồi là em sợ là động được 5 câu có. Cô chào em được mấy điểm? Dạ cậu chưa đọc điểm có. Em chấm cho cô một chấm vào hộp chat nào, vào vào Zalo nào. Sao tiền nó ra đây chứ có. Cứ nghĩ là nóng này. Không thể bạch lại chưa có điểm này, cô kiểm tra lại này. Đức Bảo. Đức Bảo cũng làm lại đúng không? Kim Ngân 35. Mười Kim điểm Ngân mấy có ạ? Mấy? 35. Kim Ngân 35 mấy điểm ạ? À? 10. Khôi Nguyên. Em gửi cho cậu rồi, cậu chậm cậu. Nguyên Như. Em đã có là 10. Duy Quang. Nhưng có là tại Văn Long. em được có 50. Kim Chi 40. Em được có là tạm. Rồi. Vậy con bàn thể Bách, Đức Bảo, Duy Kiệt. Cô sẽ kiểm tra lại bài. Con bàn nào chỉ có điểm đúng không ạ? Em chưa có điểm có. Cô Nguyên chấm cho cô một chấm nào. Dạ. Cô nhận bài được của bạn Đức Bảo rồi này. Đức Bảo là 6, nhưng mà 6 phải nóng đâu, trừ một câu nữa là một câu bạn Đức Bảo ạ. À? Rồi bạn Đức Bảo là 6 này. Còn bạn Thế Bách. Thế Bách cái này cô chị. Thế Bách cô nhủ làm lại mà không làm lại này. Mà có điểm mà Thế Bách mà. Được 1, 2, 3, 4. Thế Bách được có 4. Cậu đây sai chính tả. Là 6 nó 5. ra chứ. Rồi Duy Kiệt. Con bàn Duy Kiệt nè. À? Duy Kiệt mới gửi phải không ạ? À? Rồi. Bàn Duy Kiệt cô chưa thấy bài. Chọn nó ra chứ Duy con. Kiệt có ở Chậm đó nữa không ạ? chậm À? rồi.
Cô chọn được tám rồi. À, Duy Kiệt được 8 rồi. Còn bạn Khối Nguyên cô chưa trả bài, cô nhắc lại. Cô sẽ gửi một cái bài A số 8 vào nhóm. Vậy về nha, các bạn làm bài A số 8 đó trước cái thời hạn cô quy định trong nhóm luôn. Đã cố gắng làm sớm để cô lấy điểm, đó chứ ạ. So, it's time to say goodbye class. Goodbye and good night. Goodbye. Goodbye, teacher. Bye and see you.